Chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái phần thuộc phần vật lý lớp 12 có trong đề thi đại học. Nhưng mà thầy tin chắc rằng cái phần này thì có rất nhiều bạn lơ mơ hoặc có thể là chưa bao giờ làm. Hoặc là đã từng thấy ở trong đề thi thử nhưng mà cũng không biết là phải học ở đâu. Vì thực sự là cái phần này là rất là gì? Rất là hiếm tài liệu luôn. Bởi sao? Trên lớp các bạn không có điều kiện để làm thí nghiệm. Gần như giáo viên chỉ dạy chay về mặt lý thuyết thôi. Không có các cái tiết thí nghiệm và cũng không cho các bạn thực hành. Chính vì vậy mà khi gặp cái dạng bài này thì nhiều bạn sẽ thấy rất là khó khăn và tù mù, gần như sẽ là đoán bừa đáp án. Nhưng nếu thực sự nếu các bạn hiểu thì nó cũng không phải là quá khó đâu. Được chưa? Thì các bạn nhìn cái tên của đề mục tài liệu thì các bạn đã biết rồi. Đây chính là cái phần thí nghiệm vật lý và các cái sai số trong phép đo vật lý. Đúng chưa? Như vậy ở đây là sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là phần thí nghiệm, các dụng cụ thí nghiệm và cách sử dụng các dụng cụ đó. Phần thứ hai là sai số trong quá trình làm thí nghiệm, nó ảnh hưởng đến cái kết quả như nào và ta phải biểu diễn nó ra làm sao. Đấy, thì trong đề thi thật đã có cái loại câu hỏi này rồi nhá. Thầy nhấn mạnh là trong đề thi thật đã có rồi, chứ không phải là đề thi thử hay đề minh họa các thứ đâu, mà đề thi thật đã hỏi rồi. Được chưa? Đấy. Và khả năng cao thì nghĩ năm nay sẽ vẫn hỏi cái loại này. Bởi vì năm nay đề thi người ta sẽ giảm tải những câu quá khó đi và người ta bám sát sách giáo khoa và yêu cầu các em phải vận dụng được kiến thức thực tế. Thế thì vận dụng thực tế như là nào? Các em học môn lý xong các em phải biết làm cái gì? Phải biết dùng cái đồng hồ đo để đo được các giá trị cường độ dòng điện chẳng hạn, điện thế hoặc là điện trở ở trong mạch điện gia đình hoặc là các thiết bị điện. Đấy, vân vân. Hoặc là cách biểu diễn các cái sai số trong phép đo. Đấy. Thì bây giờ ta sẽ đi vào phần thứ nhất. Đó là gì? Thí nghiệm. Thí nghiệm vật lý thì trước khi tìm hiểu về phần thí nghiệm thì các bạn phải tìm hiểu là các dụng cụ để ta làm thí nghiệm đấy. Mà phổ biến là bây giờ trong cái đề thi cũng như khi các bạn làm thí nghiệm ấy, thì ta sẽ dùng cái đồng hồ đo. Đồng hồ đo này sẽ không phải đồng hồ đo ampe kế không hoặc là vôn kế không. Trước đây trong mạch điện các bạn nếu chỉ đo cường độ dòng điện thì ta có ampe kế. Nếu chỉ đo hiệu điện thế hay điện áp thì ta có vôn kế. Đúng không? Đấy. Ta có ampe kế, vôn kế. Và cái ampe kế chỉ đo y thôi, vôn kế chỉ cho chỉ đo u. Và ampe kế thì mắc đi, mắc nối tiếp, vôn kế thì phải mắc song song. Đấy. Nhưng mà trong một mạch điện thì có rất nhiều giá trị, rất nhiều đại lượng cần phải tìm hiểu, cần phải biết. Thì bây giờ người ta đã dùng cái đồng hồ đo vạn năng, có nghĩa là gì? Một cái đồng hồ đấy nhưng mà có thể đo được nhiều giá trị khác nhau. Ở mỗi thang đo khác nhau ta sẽ đo được những giá trị khác nhau. Đấy. Thì đầu tiên đó là cái đồng hồ vạn năng bằng kim chỉ. Như vậy là có một loại là đồng hồ vạn năng kim chỉ, một loại đồng hồ vạn năng điện tử là hiện số. Thì đồng hồ vạn năng kim chỉ thì đây là cấu tạo của nó này. Các bạn cũng có thể nhìn trong sách giáo khoa cũng có đấy. Được chưa? Trên cái mặt, chỗ mặt này là mặt kim, có các cái thang đo. Còn đây là gì? Các cái vùng đo. Các bạn lưu ý cho thầy trên vùng đo này. Vì ta thời gian cũng có hạn, không có nhiều và ta cũng không đi sâu quá về cái phần thực hành này. Mà ta chỉ đáp ứng là học kiến thức phần này để đủ để các bạn thi được thôi. Do đó thầy cũng giới hạn được đi rất là nhiều cái kiến thức liên quan đến thí nghiệm rồi. Còn nếu mà không, bạn nào mà có điều kiện học các trường quốc tế hoặc học chương trình vật lý STEM ấy, được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ được làm thí nghiệm rất nhiều, có thể tự các bạn chế tạo ra các dụng cụ, các cái máy móc liên quan đến vật lý. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ không đi vào những cái chi tiết quá và không liên quan đến thi, mà ta chỉ giới thiệu cái đồng hồ này gồm những bộ phận gì. Các bạn phải lưu ý, ở đây có 4 cái vùng ACV, AC, được chưa? DCV và DCA. Đấy, ta có ACV, ACA, DCV, DCA. Thế thì nhìn cái đồng hồ này sẽ khó, thì thầy sẽ xuống dưới này cho các bạn nhìn thấy. Đây. Trong đề thi thử, thầy đã thấy đề thi thử năm 2021 ý, đã thấy có trường người ta hỏi rồi. DCV để đo cái gì? DC ký hiệu là một chiều. Các bạn nhớ cho thầy nhé. DC là một chiều. AC là xoay chiều. Đấy. Mạch điện một chiều ký hiệu là DC. Các bạn về mở cái dây sạc pin điện thoại của bạn ra. Nhìn trên thông số của củ sạc sẽ thấy có chữ DC. Hai chấm. Bao nhiêu volt đấy. Đúng không? Và bao nhiêu miliampe. Đấy. Còn các bạn lấy cái dây, các cái dây mà cắm vào mạch điện xoay chiều mình ấy, các cái củ dây cắm vào mạch điện xoay chiều, các bạn sẽ thấy có chữ AC. Được chưa? Như vậy,
DCV là thang đo điện áp một chiều, một chiều vôn kế này, đấy thì gọi là thang đo điện áp một chiều. ACV là thang đo điện áp xoay chiều. DCA là thang đo cường độ dòng điện một chiều và ACA là thang đo cường độ dòng điện xoay chiều. Ôm thì thang đo điện trở thì các bạn biết rồi, được chưa? Đấy, như vậy các bạn phải nhớ cho thầy các cái này: DCV, ACV, DCA, ACA và ôm. Đấy là 5 cái thang đo, được chưa? Đấy là dạng câu hỏi đầu tiên, là hỏi xem một trong 4 chữ này là thang đo gì, được chưa? Như vậy rất là dễ, các bạn chỉ cần hiểu chút tiếng Anh hoặc là học qua phát là các bạn sẽ nhớ được ngay, được chưa? Đây là cấu tạo của mặt đồng hồ mà chỉ dùng kim chỉ. Đấy, thì trên này thực ra là các cái số này người ta đánh dấu theo đơn vị thôi. Ví dụ như DC này, DCV này đúng không? Thì là đo gì? Điện áp một chiều đúng không? Điện áp một chiều thì bắt đầu có 250V, 200V, 150V này vân vân. Đấy, thì cái này rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần nhìn xem kim chỉ đến đâu và đang đo ở thang nào, thì các bạn đọc số thang đó mà thôi. Thì cái này không có vấn đề gì cả, được chưa? Đấy, nó liên quan đến cái thang đo là làm thí nghiệm ấy. Ví dụ bạn ước lượng xem là cái dòng điện bạn đang đo khoảng 50mA, thì các bạn phải chọn cái thang mA, thang nào chọn phù hợp, càng phù hợp thì càng chính xác. Giống như bạn không thể dùng cái cân 100kg để cân một lạng được, như là độ chính xác không hề cao. Và ngược lại bạn không thể dùng cái cân 1kg để cân 60kg được, đúng không? Nó sẽ hỏng đồng hồ ngay. Đấy, nên phải chọn gì? Chọn cái cân cho phù hợp. Chính là nếu các bạn học lớp 6 ấy, thì bước đầu tiên luôn là gì? Ước lượng giới hạn cần đo, chọn thang đo cho phù hợp. Đấy, được chưa? Như vậy đây là các cái bảng thôi. Thì các bạn, những bạn nào muốn tìm hiểu sâu thêm thì có thể đọc thêm trong tài liệu của thầy, được chưa? Đấy là các cái thang đo và cung chia độ, nó chia như nào, được chưa? Cái dạng bài này, đây cũng là một dạng bài nhưng mà thầy nghĩ nó khó hơn rất là nhiều. Đó là gì? Khi đồng hồ vạn năng mà các bạn lắp nhầm, đo nhầm, đặt nhầm thang thì nó hỏng hay không hỏng? Đấy. Cái dạng này thì thầy nghĩ chỉ lên giới thiệu qua, vì nếu mà thi cái này thì khó với các bạn quá. Ví dụ, ở thang đo điện áp một chiều, nếu bạn để DCV thì đúng, ok. Nhưng nếu bạn để xoay chiều thì sẽ sai kết quả, nhưng đồng hồ không hỏng. Nhưng nếu bạn để sang đo cường độ dòng điện hoặc đo ôm thì chắc chắn sẽ hỏng luôn. Vì sao? Đo vôn kế là đang phải mắc song song, còn đo dòng điện, dùng AME kế đo dòng điện thì phải mắc đối tiếp. Nên đang đo hiệu điện thế mà lại để sang mắc đối tiếp cái là các bạn sẽ hỏng đồng hồ luôn, được chưa? Đấy. Hoặc như đo điện áp xoay chiều, các bạn gắn vào để cái mục một chiều thì không kết quả. Để xoay chiều thì đúng thì ok, còn để cường độ dòng điện thì hỏng, được chưa? Nếu các bạn đo dòng điện một chiều mà để sang vôn kế thì sai kết quả, được chưa? Nhưng để sang ampe kế xoay chiều hoặc ôm thì cũng hỏng. Đấy, thì đây là các lỗi hư hỏng đồng hồ, được chưa? Đấy, thì cái này thầy cũng chỉ khuyến cáo các bạn đọc qua thôi. Như ở mục 1 khi học về đồng hồ gì, đồng hồ đo vạn năng mà dùng kim chỉ, các bạn chỉ cần nhớ cho thầy gì 4 cái giá trị là DCA, DCV, ACA, ACV mà thôi, vì thầy đã thấy có câu hỏi thi rồi, được chưa? Tiếp theo đó là cách sử dụng đồng hồ vạn năng chỉ thị kim. Thì cách sử dụng sẽ có dùng để đo điện áp một chiều, dùng để đo điện áp xoay chiều vân vân, là cắm que như nào vân vân. Thì lát nữa thầy sẽ gộp tất cả những cái cách sử dụng này của cả đồng hồ hiển thị kim hay hiển thị số vào là một. Còn đâu bạn nào muốn đọc thì có thể đọc chi tiết trong này nhá, được chưa? Đấy. Đấy, thầy ghi rất chi tiết cách sử dụng này, cách thực hiện như nào này, đọc giá trị ra làm sao này. Đấy, thì các bạn đọc cẩn thận cho thầy là được. Bây giờ ta sang cái tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ hiển thị số. Bản chất của đồng hồ hiển thị số hay đồng hồ hiển thị kim thì cũng giống nhau thôi, đều để đo các đại lượng trong mạch điện thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà ký hiệu này, đồng hồ hiển thị số thì người ta dùng cái V dấu ngã này, thì nó tương đương với gì? ACV. Đây là điện áp xoay chiều mà. Đây là điện áp một chiều là dấu ngang này, thì nó tương đương với DCV. Đây là ACA và đây là AC. DC chứ, DCA. Đấy, ôm thì vẫn là ôm.
Như vậy là ký hiệu dấu ngã là xoay chiều. Cái này thì các bạn biết rồi. Và dấu thẳng này là một chiều. Được chưa? Dấu ngã là xoay chiều, dấu thẳng là một chiều. Như vậy cấu tạo của cái đồng hồ này, đây là cái hình ảnh đồng hồ. Và cấu tạo của nó gồm có mặt hiển thị này, nút nguồn này, cái khóa chuyển mạch để mình xem mình đo đến cái giá trị nào thì mình xoay nó đến giá trị đấy ấy. Được chưa? Đấy, và quan trọng nhất là cái hàng ở dưới này, các cái đầu đo, que đo. Thì nhìn ở ảnh này là ảnh màu mà thấy in đen trắng nó hơi bị mờ, thì lát nữa ta sẽ sang cái ảnh đằng sau. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ phần đằng sau của nó cũng là gì? Các cách đo điện áp, điện áp một chiều, xoay chiều, cường độ dòng điện vân vân. Thì các em có thể đọc ở trong này. Bây giờ thầy lấy ví dụ thực tế và phân tích lại cái hình ảnh đồng hồ cho nó dễ nhìn. Vì cái hình ảnh đồng hồ này thầy lấy trong sách giáo khoa ra thì người ta vẽ đen trắng nên nó dễ nhìn hơn là thầy lấy cái ảnh ở trên mạng về cái đồng hồ đấy, nó ảnh màu. Được chưa? Thế bây giờ các bạn nhìn, thầy nhắc lại này. Nút nguồn này. Nút nguồn. Đúng không? Mặt hiển thị này. Đúng không? Đây là mặt hiển thị. Còn đây là các thang đo này. Đấy, các em nhìn này, DCV, ACV là đo điện áp xoay chiều, điện áp một chiều này. ACA đo gì? Cường độ dòng điện xoay chiều, và DCA đo cường độ dòng điện một chiều. Còn đây là thang đo ôm, điện trở. Được chưa? Tiếp tục ở đây nó còn có thêm hai cái khe này và có chữ CX ở trên, đây là gì? Để đo điện dung tụ điện. Đo điện dung. Điện dung C. Được chưa? Và các bạn nhìn cái hàng cuối cùng là quan trọng nhất này. Cái lỗ mà có cái chữ côm này và có biểu tượng tiếp đất. Đây là biểu tượng tiếp đất nhá. Lỗ chữ côm này thì luôn luôn là cắm que đen. Cái que đen này nó như nào? Que đen hay que đỏ? Nó là một cái que này. Đây là đầu dây này. Và đây là một đầu khác này. Đấy. Đây là hai đầu tiếp xúc điện này. Thì giống như là kiểu cái dây nối của mình thôi mà, đúng không? Một đầu mình cắm vào đây, đầu kia mình chạm vào cái vật cần đo. Đấy, que đỏ tương tự như vậy. Đây gọi là que đo. Được chưa? Đấy, thì cái lỗ có chữ côm là lỗ cắm chung, come on ấy. Được chưa? Viết tắt được tiếng Anh come on. Đấy, thì nó là cắm que đen, là que tiếp đất, là dây âm. Sau đó đầu còn lại, một đầu của que đỏ các bạn sẽ đo cái gì cắm vào đấy. Đo ampe kế thì cắm vào đây. Đo vôn kế hoặc là điện trở thì cắm vào đây. Còn đầu que đen luôn luôn cắm vào đây rồi. Được chưa? Thế là các bạn sẽ cắm được mỗi dây đen đỏ là cắm một đầu. Thì hai đầu còn lại của dây đen đỏ sẽ gắn vào hai đầu của thiết bị cần đo. Được chưa? Đấy, các bạn nhớ nhá. Và bây giờ ta sang cái thứ tự. Thứ tự đo này. Bắt buộc phải theo đúng thứ tự nhá. Đấy là quy trình làm thí nghiệm rồi. Đầu tiên là vặn lúm xoay đến vị trí cần đo. Đến vị trí cần đo. Vặn lúm xoay đến vị trí cần đo. Em đo hiệu điện thế thì em phải vặn đến hiệu điện thế một chiều chẳng hạn, hoặc hiệu điện thế xoay chiều. Chứ không thể em để hiệu để là điện áp xoay chiều mà lại đi đo một chiều được, đúng không? Nên đầu tiên phải vặn lúm xoay đến vị trí cần đo. Bước thứ hai là cắm hai đầu dây đo vào hai lỗ côm và cái lỗ vôn ampe hoặc là ôm. Đấy. Cắm hai đầu dây que đen que đỏ vào lỗ côm và lỗ cần đo này. Rồi bắt đầu mới bật gì? Bật nguồn để mở máy. Có nghĩa là vặn đến vị trí cần đo này, cắm hai đầu dây trước rồi bắt đầu vặn mở máy. Dùng hai đầu dây còn lại chạm vào cái vị trí cần đo, đúng không? Chạm vào vị trí cần đo. Chờ cho các chữ số ổn định rồi đọc giá trị. Chờ cho các chữ số ổn định nhé, đọc giá trị nhé. Và khi viết thì phải gì? Thêm size số đo của máy, đúng không? Vì mỗi máy sản xuất người ta sẽ có thông số kỹ thuật là size số của máy này cho phép trong phạm vi bao nhiêu đấy. Thì ta phải ghi thêm size số. Ta ví dụ đo ampe là 1 ampe cộng trừ 2% chẳng hạn. Hoặc cũng có chỗ người ta viết là gì? Cộng trừ 0,01 ampe. Đấy, đây là size số. Được chưa? Thì các bạn hiểu thứ tự nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Và cách hiển, cách ghi. Đúng chưa? Đây là cách ghi đi. Đấy.
luôn luôn là vặn đến vị trí cần đo, cắm hai đầu que đo, bật nguồn, dùng hai đầu còn lại chạm vào thiết bị cần đo và chờ cho giá trị ổn định rồi mới đọc. Đấy. Bởi vì khi mới cắm vào thì kim bắt đầu còn gì? Dao động. Nó chạy lên vị trí hiển thị và nó còn dao động xung quanh vị trí đấy. Và các bạn phải chờ nó ổn định cái trị số thì mới được được giá trị chính xác. Được chưa? Đấy là thầy giới thiệu qua về đồng hồ vạn năng và cách sử dụng đồng hồ. Ok chưa? Tiếp tục là ta sang phần thứ hai là các cái phép đo đại lượng vật lý và cái sai số thường gặp. Được chưa? Và cách tính sai số. Thì bất kể cái phép đo nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp thì đều có sai số hết. Bất kể phép đo là dù trực tiếp hay gián tiếp đều có sai số. Các bạn có thể lấy cái thước 20cm ra đo một độ đoạn thẳng có độ dài 5cm. Đúng chưa? Thì sai số có thể gặp ở cái thước. Cái thước có thể bị sản xuất sai, bị lệch một chút. Làm sao các bạn biết được? Cái sai số quá nhỏ các bạn không nhận ra được. Đấy là sai số do công cụ đo. Đúng chưa? Tiếp tục là sai số do gì? Do phương pháp đo. Các bạn đo sai cái thước đặt không thẳng so với đường thẻ, so với đoạn thẳng. Đo đoạn thẳng nhưng mà cái thước đặt hơi bị nghiêng, bị lệch. Thì đấy là do gì? Phương pháp đo, đúng không? Và có thể do các bạn đọc sai trị số. Đúng không? Nó chỉ có phải 4,9 thì các bạn lại đọc là 5 hoặc 5,1 các bạn đọc là 5 chẳng hạn. Đấy, vân vân. Thì có rất nhiều cái sai số trong khi làm thí nghiệm vật lý, nhưng người ta quy chung về sai số hệ thống và sai số do gì? Sai số ngẫu nhiên. Đấy. Được chưa? Thế thì bây giờ ta sẽ thấy rằng gì? Sai số hệ thống là sai lệch do phần lẻ không đọc được chính xác trên dụng cụ. Giống như thầy vừa ví dụ ý, cái đoạn đấy chỉ có 4,9cm, nhưng mà nhìn trên thước thì bạn sẽ thấy đó là 5, vì nó xấp xỉ bằng 5 mà. Đấy. Thì đấy là sai số hệ thống. Sai số dụng cụ thường lấy bằng một lửa hoặc một độ chia trên dụng cụ. Chính là gì? Trên cái thước của em là mm thì sai số thường lấy là lửa mm hoặc 1mm. Đấy. Sai số ngẫu nhiên là sai lệch do hạn chế về khả năng giác quan con người chịu tác động yếu tố bên ngoài. Ví dụ, bạn đặt lệch cái thước, do mắt bạn nhìn không thẳng được, bạn đặt lệch, thì đấy là sai số ngẫu nhiên. Hoặc là gì? Bạn đặt đúng rồi, bạn đo đúng rồi, nhưng bạn đọc sai. Bạn nhìn số, bạn hoa mắt, bạn đọc sai. Và đấy là sai số ngẫu nhiên. Chứ không phải là ai cũng nhìn sai, đúng không? 100 người lại có 1 người nhìn sai, 99 người nhìn đúng thì sao? Không biết rơi vào ai, được chưa? Còn sai số hệ thống là gì? Ai cũng gặp phải. Với cái thước đấy làm sai rồi thì làm sao mà bạn đo đúng được? Được chưa? Đấy là một số cái sai số và chắc chắn bạn làm thí nghiệm sẽ gặp phải sai số. Khẳng định. Được chưa? Thế thì đã có sai số thì ta phải quy ước là cách ghi nhào để cho thống nhất với nhau. Thì người ta có giá trị trung bình và cách xác định sai số, cách viết kết quả đo, cách tính sai số tỷ đối, vân vân. Đấy, được chưa? Thì trong tài liệu thầy đã để công thức rồi. Được chưa? Đấy, trong tài liệu thầy để công thức rồi. Và thầy cũng đã có video hướng dẫn cái phần này rồi. Thì các bạn tìm cái video trong cái kênh YouTube của thầy nhá. Nhận phần này thầy sẽ chỉ lướt qua như vậy thôi. Được chưa? Vì thầy đã quay rồi. Nhưng thầy muốn nhấn mạnh lại với các bạn một điều rất quan trọng, bởi vì nó liên quan đến bài tập. Sai số tỷ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số của các thừa số. Đấy. Trong đề minh họa năm 2021 vừa rồi luôn này, Y bằng lambda D trên A. Ta cho biểu thức tính khoảng vân như này, bắt tính sai số, đúng không? Thì đây là tích thương gì? Ta sẽ có delta Y trên Y. Thì phải bằng delta lambda, sai số lambda trên lambda, cộng delta D trên D, cộng delta A trên A. Đấy. Sai số tỷ đối của tích thương thì bằng tổng các sai số thành phần. Chứ các bạn không thể lấy sai số của lambda nhân sai số D chia cho sai số của A đâu nhá. Được chưa? Đấy. Nhiều bạn không biết công thức, không làm thì không biết mà. Thành ra câu này rất là dễ nhưng lại bỏ qua. Người ta cho sẵn hết số, ta chỉ việc thay vào, ta bấm cái máy tính là xong cái phép tính này. Được chưa? Đấy. Thì thầy chỉ nhấn mạnh cái này. Và nhớ đừng quên xem lại cái video thầy đã giảng chi tiết cái phần xác định sai số nhá. Được chưa? Bây giờ ta đến với một số ví dụ minh họa. Thầy sẽ dùng ví dụ minh họa để phân tích lại cho các bạn. Đây, người ta cho gia tốc trọng trường được xác định bởi biểu thức này. Người ta cho các giá trị như này này.
Thì đây là giá trị trung bình nó này. Còn đây là sai số của nó này. Cộng trừ. Được chưa? Thế thì khi đấy ta sẽ có cái gì? Các bạn bỏ qua đoạn này cho thầy. Để về mặt lý thuyết thôi. Các bạn chỉ cần nhớ. Sai số tỷ đối của delta G trên G thì bằng delta L trên L. 4bi là hằng số. 4bi bình hằng số. Mà hằng số thì không tính sai số của hằng số. Được chưa? Thế ta chỉ còn tính sai số của L và T bình thôi. Thì delta L trên L này. Thương thì bằng tổng đúng không? T thì là delta T trên T này. Nhưng đây là T bình thì sẽ là 2 delta T trên T. Hay nói cách khác các bạn hiểu thế này cho đơn giản đi. T nhân T. Đúng không? Thế T này là delta T trên T. Thằng này nhân thì vẫn thành cộng. Cộng delta T trên T có phải thành 2 lần delta T trên T không? Đúng chưa? Đấy. Và bây giờ muốn tính gì? Sai số của delta G. Sai số của gia tốc trọng trường là delta G thì em chỉ cần nhân G lên. Thế ta sẽ có này. G bằng 9,78 nhân với delta L là mấy đây? 1/500 cộng 2 nhân delta T là mấy? 0,05/1,45. Thế bấm máy cái này phát là các bạn ra sai số của gia tốc trọng trường ngay. Các bạn thấy nó dễ không? Vì đề cho sẵn hết rồi mà. Nhưng nếu không biết công thức thì lại không làm được. Rất là lãng phí. Đúng không? Đó. Tiếp tục cái mục ghi kết quả. Thì người ta sẽ biểu diễn kết quả của phép đo sẽ là A bằng A ngang cộng trừ delta A. Trong đó A ngang là gì? Giá trị trung bình của nó. Delta A là sai số. Được chưa? Thế thì ở đây thầy có một số cái ví dụ để phân tích cách ghi cho đúng. Nhưng mà nó sẽ nằm trong ở cái phần gì? Các chữ số có nghĩa. Các chữ số có nghĩa nhé. Các bạn mở lại video xem lại phần thí nghiệm vật lý phần 1 cho thầy. Nếu không nhầm là phần 1 nhé. Sai số của phép đo video phần 1 nhé. Thì thầy đã phân tích các bạn thế nào là chữ số có nghĩa và cách xác định chữ số có nghĩa rồi. Được chưa? Đấy. Ví dụ như ta viết này. X bằng 3,00 cộng trừ 0,07 là đúng. Vì sao? Viết như này. Hai số này thể hiện là ta lấy đến phần trăm. Thì đây là phần trăm. Sai số với phần trăm. Nhưng nếu viết như này là sai này. Vì viết như này thì sai số của ta là gì? Ở phần đơn vị. Thế thì không thể có 0,07 đằng sau được. Cái này chẳng ý nghĩa gì. Vì các bạn có tính đến phần này đâu. Các bạn tính đến phần đơn vị mà. Các bạn chỉ có thể là 3, 4, 5 chứ làm gì có 3,07, 3,00 mấy. Đúng chưa? Đấy. Lên đấy là gì? Cái việc biểu hiện giá trị. Thể hiện 1,5. Thế thì sai số của nó chỉ có 0,1 chẳng hạn. Là một chữ số thôi. Được không? Đấy. Chứ 1,52 thì sai số lại phải là 0,01 chẳng hạn. Phải là lấy đến hai chữ số. Được chưa? Tiếp tục là biểu diễn sai số bằng đồ thị. Thì hình đồ thị trong thí nghiệm thì đã thấy đề cho rồi. Nhưng hỏi trực tiếp về sai số của hình thì lại chưa thấy. Tuy nhiên ta cũng cẩn thận để ta xem qua. Người ta sẽ biểu diễn cái sai số và giá trị trung bình bằng một cái ô vuông. Trong đó cái giá trị tâm này chính là giá trị trung bình. Còn sai số thì vì là cộng trừ mà đúng không? Cộng trừ theo phương x và cộng trừ theo phương y. Nên người ta sẽ viết được thành một cái ô vuông. 2 delta x và 2 delta y. Cộng trừ phương x, cộng trừ phương y mà. Được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ các em nhìn trong cái ví dụ 1 này các em sẽ thấy được ngay. Ví dụ 1 tiếp này. Cho A. Có sai số này. Y này. Cho D này. Tính sai số tuyệt đối của bước sóng. Ta có Y bằng lambda D trên A đúng không? Thì suy ra lambda bằng AI trên D. Thế các em sẽ có delta lambda trên lambda bằng delta A trên A cộng delta Y trên Y cộng delta D trên D đúng không? Thầy chỉ ví dụ luôn này, delta A trên A bằng gì? Delta A là 0,005 chia cho A là 0,250 cộng với này, cộng với này. Được chưa? Các bạn tự viết cả cái đằng sau này. Đấy, thì đấy chính là tính sai số. Bấm máy thôi là xong rồi đúng không? Sau đó muốn tìm delta lambda thì các bạn lấy cả cái cụm này nhân với lambda là xong. Được chưa? Đấy nhá. Đây, thì bên này thầy đã ghi sẵn cho các bạn rồi này. Delta lambda bằng lambda nhân với
ba cái sai số hệ thống, à ba cái sai số này, tỷ đối này. Các bạn thay số vào thì bấm máy ra ra được là 0,017 micromet. Được chưa? Tiếp tục là sang ví dụ 2. Đối với cái dạng ví dụ 2 này thì thầy chỉ hướng dẫn qua, còn thầy dự đoán là sẽ không vào, vì nếu vào câu này thì tính toán rất là dài. Vì người ta cho đây là kết quả các lần đo, có 5 lần đo trong thí nghiệm đấy. Đúng chưa? Thế thì người ta sẽ bắt em đi tính sai số và cách biểu diễn lambda, hay chính là hiệu chỉnh cái kết quả cuối cùng đây này. Thế thì cái giá trị trung bình nhá, các bạn có này, lấy 5 thằng này cộng vào chia 5 thì ra được D trung bình, 5 thằng này cộng vào chia 5 thì ra được L trung bình. Đấy là cái giá trị trung bình. Rồi bắt đầu các bạn đi tính gì? Đi tính lambda, đấy, vân vân. Thì thầy có cái bảng ở dưới này này. Đấy, thì các bạn có thể xem chi tiết trong này nhá. Vì đấy, các bạn nhìn, để giải cái bài này nó rất là dài, kẻ bảng tính cho 5 trường hợp liền, xong mới cộng tổng lại tính trung bình, rồi tính sai số trung bình vân vân các kiểu, thì nó quá là dài. Thì thầy nghĩ rằng đối với dạng câu hỏi này thì trong đề thi chắc là sẽ không có, bởi vì tính nó sẽ mất nhiều thời gian quá. Và cụ thể là cũng chưa thấy năm nào thi dạng như này. Được chưa? Nhưng mà cái dạng của bài ví dụ 1 này thì thi nhiều rồi. Được chưa? Đấy nên các em phải lưu ý nhá. Toàn bộ cái ví dụ 3, ví dụ 4 thầy cũng để đấy để các bạn tham khảo. Được chưa? Vì tài liệu thầy đã để chi tiết như này rồi, các bạn chỉ cần đọc là hiểu thôi. Bây giờ thầy muốn nhấn mạnh với các bạn cái ví dụ 7. Ví dụ 7. Đấy, nó cho dạng đồ thị. Cái loại này thì đề thi có, đề thi có nhiều. Đấy, đề thi có nhiều rồi, đề thi thử cũng có rồi. Người ta sẽ cho thí nghiệm không ở dạng bảng mà ở dạng đồ thị biểu diễn. Và các bạn còn nhớ cái ô này không? Đấy, đây là giá trị trung bình này. Còn đây là delta x này. Trừ delta x này, delta y trừ delta y này. Đấy. Thì khi cho bài tập ở dạng này nhá, các bạn đừng quan tâm đến những cái điểm mà nằm ngoài cái đường thẳng này. Những cái điểm lân cận đường thẳng đừng mới quan tâm. Các bạn chỉ quan tâm là cái điểm nào nằm trên đường thẳng này thôi, và lấy cái điểm đấy để tính giá trị mà đề bài hỏi. Ở đây ta thấy có mỗi điểm này thôi, đúng không? Gióng xuống thì đây là 10, 12. Các bạn gióng sang cho thầy thì đây là 2,4. Đấy, gióng xuống gióng lên ra được 12, 2,4. Thế biết U biết Y rồi đúng không? Người ta bắt tính ZC. Thì ZC bằng U trên Y. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ nhìn vào đây ta đọc delta U này. Delta U thì mỗi một ô này là mấy đơn vị đây? Một ô này là một đơn vị đúng không? Được chưa? Mà đơn vị đây là 10 mũ trừ 2 thì có phải delta U mình là 0,01 không? 1 nhân 10 mũ trừ 2 bằng 0,01. Tương tự vậy, em lấy chiều rộng, chiều cao hay là chiều rộng của một cái ô này trên trục đứng này thì đấy là delta Y đúng không? 2 này, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3 này thì đây là 0,2 đúng không? Và vẫn là đơn vị 10 mũ trừ 2 thì ta phải là 0,2 chia 100 bằng 0,02. Đây là hai sai số của đen U và Y. Được chưa? Đấy. Thế ta đã biết U biết Y rồi thì được ZC không? ZC thì bằng U trên Y. Được chưa? ZC thì bằng U trên Y. Nhưng vì có sai số nên ta phải tính delta ZC bằng delta ZC thì bằng ZC nhân delta Y trên Y cộng delta U trên U. Thế delta Y ta vừa tính là 0,02 này. Y là 0,2024 này. Delta U là 0,01 này. Và U là 0,12 này. Thế các em bấm cái số này và nhân với ZC thì ra được delta ZC là 0,83. Được chưa? Đấy, thế thì ta có ZC là giá trị trung bình rồi, có delta ZC rồi thì các bạn biểu diễn được là 5 cộng trừ 0,83. Được chưa? Đấy, như vậy là thầy lấy ví dụ này để phân tích các bạn hiểu cách tính rất là đơn giản. Nếu các bạn hiểu công thức rất là đơn giản. Thực ra các bạn chỉ cần nhớ là gì? Sai số tỷ đối của một phép tính tích thương thì bằng tổng hiệu mà thôi. Đúng không? Thì bằng tổng chứ không phải hiệu, xin lỗi thầy cứ quen miệng tổng hiệu, thì bằng tổng các sai số thành phần, đúng không? Đấy. Được chưa? Đó. Phần thứ hai chính là ta đến với phần bài tập. Đến với phần bài tập. Được chưa? Phần bài tập này chính là gì? Gồm có phần liên quan đến thí nghiệm, trình tự thí nghiệm, dụng sử dụng dụng cụ, và phần thứ hai là liên quan đến sai số. Được chưa? Chúng ta bắt đầu nhé.
Ta bắt đầu với câu 1 nhé. Người ta cho các cái thao tác A, B, C, D, E, F, à, E, G. Người ta hỏi thứ tự thao tác đúng. A là nhấn nút on off. Nhấn nút on off là không thể đầu tiên rồi đúng không? Các bạn còn nhớ không? Đầu tiên phải là gì? Vặn đến thang đo phù hợp. Đúng không? Đầu tiên phải là vặn đến thang đo phù hợp. Được chưa? Sau đó là gì? Cắm hai đầu que đo vào khôm và vào cái vị trí cần đo. Ở đây là đo điện áp một chiều cỡ 12V thì phải là DCV. Đúng không? Như vậy này. Đầu tiên phải vặn. Đúng không? Vặn đến vị trí đo phù hợp vùng DCV có ghi 20. Vì đo 12 thì phải thang đo phải 20 mà. Đúng chưa? Như vậy đây phải là bước 1 này. Bước 2 là cắm hai đầu que đo vào côm và vào điện áp này, vôn này. Đây là bước 2 này. Sau đó mới bật nút nguồn là 3 này. Còn nhớ cái thứ tự lợi thầy ví dụ không? Đấy. Rồi bước 4 là gì? Bước 4 là lấy hai đầu que đo còn lại đưa vào vị trí cần đo đúng không? 4 này. Chờ cho trị số ổn định rồi đọc và ghi kết quả này, 5 này. Thì sau khi làm xong thí nghiệm thì tắt nguồn máy này, 6 này đúng không? Thế thứ tự đúng của mình phải là C D A B E G. C D A B E G, như vậy ta có đáp án A. Đấy, các bạn thấy không? Đối với cái dạng câu hỏi này mà các bạn không được học thì các bạn làm sao biết được? Thầy khẳng định luôn rất nhiều bạn nếu không học nhá, thầy nhấn mạnh là nếu không học, khẳng định các bạn sẽ chọn luôn A đứng đầu tiên. Vì các bạn sẽ luôn cho rằng là gì? Đo thì phải bật nút nguồn đã. Bật máy lên đã thì mới đo được chứ đúng không? Các bạn luôn luôn bật nút nguồn. Đấy, như vậy các bạn đang làm sai quy trình. Được chưa? Đấy. Tiếp tục ta đến với câu 2. Ta đến câu 2. Nó lại tiếp tục hỏi gì? Thao tác cần đo. Thứ tự như nào ấy, vẫn là đo điện áp gì, xoay chiều. Thế thì nhớ rằng đừng có lại nhấn nút on off nhá, mà lúc đầu luôn luôn là gì, vặn đánh dấu đến vùng ACV. Đây là 1 này. Cắm hai đầu que đo vào côm và vôn ôm này, 2 này. Rồi mới bật nút là 3 này. Rồi đến cho hai đầu que còn lại tiếp xúc là 4 này. Chờ trị số ổn định là 5 và tắt nguồn là 6 này. Như vậy phải là gì? C D A B E G. C D A B E G đây. Đúng không? Đấy. Cái trình tự các bạn phải lưu ý nhá. Cùng là một cách ra đề, cách hỏi nhưng người ta có thể thay bằng DCV, ACV, DCA và ACA đều được cả. Nhưng trình tự này thì không đổi cho mọi loại đo. Được chưa? Đấy. Tiếp tục sang câu 3, cũng là một loại liên quan đến trình tự, nhưng người ta hỏi là gì? Thao tác nào là chưa chính xác, hay nói cách khác là thao tác nào sai. Được chưa? Bây giờ ta xem thao tác nào sai. Đầu tiên vặn đánh dấu đúng, cắm hai đầu que đúng vào côm và ở đây là đo gì, đo miliampe đúng không, và đây là điện áp dòng gì, cường độ dòng điện một chiều, xin lỗi thì là A không đúng rồi, đang đo một chiều mà lại ACA là sai rồi, cái này sai, A là sai đã, đúng chưa, đúng không, mình đang đo một chiều mà lại ACE cắm vào khôm thì đúng. Nhưng đây là cỡ 10mA. Đúng chưa? Cỡ 10mA thì các bạn chỉ đặt nó ở cỡ gì? A thôi, 2A chẳng hạn thôi, chứ không thể là 20 được. Như vậy sai chỗ này. Đúng không? Như B sai. Nhấn on off thì không có vấn đề gì rồi. Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm. Kết nối que đo màu đỏ chính của đồng hồ về cực dương và que đo màu đen cực âm theo chiều dòng điện trong mạch. Đúng rồi này. Bật điện cho mạch thí nghiệm, chờ trị số ổn định đọc này, kết thúc thí nghiệm on off này. Thế thì ta đang có là AB sai thì đáp án C. Đúng chưa? AB sai thì đáp án C. Đấy. Như vậy là các bạn hiểu được cái trình tự đo, hiểu được cách làm thí nghiệm thì các bạn sẽ làm được bài này. Và thầy nhấn mạnh luôn là cái dạng câu hỏi này là đã thi thật rồi. Nếu thầy nhớ không lầm thì nó là trong đề thi năm 2018 hay là 2019 ý, có cái câu này. Người ta trong đề thi vẽ luôn cả cái đồng hồ như này cho các bạn nhìn luôn cơ. Được chưa? Tiếp tục ta sang câu 4. Câu 4 lại tương tự rồi đúng không? Đấy. Và người ta cũng hỏi là cái nào sai. Đúng chưa? Đấy, câu 4 người ta cũng hỏi là cái nào sai. Thứ tự. À đây xin lỗi, đây là hỏi thứ tự rồi. Thứ tự thì ta lại có gì? Đầu tiên là vặn đúng không? Đây là xoay chiều. Thì ta phải vặn đánh dấu. Đây là 1 rồi. Cắm que đo đúng không? 2 rồi. Bật nút nguồn là 3 rồi. Đúng không?
tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm đúng không? Giống cái câu trên kìa, tắt nguồn điện các mạch thí nghiệm. Đúng chưa? Như vậy là đây ta có 4 này, nó đang ở hai trang các bạn chịu khó nhìn nhá. CBAD đã nhá. Ta sang trang tiếp theo này. CBAD, CBAD thì ta thấy ngay có mỗi thằng này CBAD thì A là đáp án đúng luôn này. Đúng chưa? Đấy. Tiếp tục cho câu 5. Nhớ rằng là ta không có nhiều bài tập đối dạng này đâu, được chưa? Thầy phải sưu tầm lọc ra rất là nhiều tài liệu, rất là nhiều đề để có được cái tập tài liệu này cho các bạn đấy. Nên các bạn phải tập trung học vào và cố gắng ghi nhớ cho thầy. Các thao tác khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số, thứ tự thao tác đúng. Thứ tự thao tác đúng để đo điện trở nhá. Vẫn là vặn đánh dấu này. Thực ra các bạn cứ tìm cái từ vặn đánh dấu là 1 này. Đúng không? Cắm que đo này, 2 này và nhấn nút on off là 3 này. Đúng không? Thế chắc chắn là CBA rồi, thì đây CBA rồi đúng không? Thế ta có A luôn. Được chưa? Tiếp tục đến câu 6. Câu 6 là một cái câu mà đọc giá trị của đồng hồ vạn năng hiển thị kim. Người ta đo gì? Đo cường độ dòng điện, đúng không? Cường độ dòng điện một chiều ở thang đo 25 mA. Đấy. Cường độ dòng điện một chiều ở thang đo là 25 mA. Thế thì các bạn phải xem là dòng điện một chiều là ở chỗ nào. Như vậy nó phải là DC thì DCA đúng không? Đúng chưa? Nó phải là ở vị trí DCA. Thế các bạn xem DCA nó ở đâu? Được chưa? Các bạn đo DCA mà thì phải xem DCA ở đâu. Các bạn nhìn ở các cái chữ bên cạnh như này. Đấy, ở hai bên này này, các bạn cứ nhìn ở hai bên này cho thầy. Và từ đó mình sẽ xem được kim nó đang chỉ số nào. Chỉ nhìn ra thế là xong. Các bạn chỉ đúng là xong. Và nhớ rằng thang đo của mình đang là 25 mA nhá. Thang đo của mình đang là 25 mA. Được chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như ta nhìn thấy đây là chữ DC, DCV đúng không? Đúng chưa? Đây là DCV này. Đây là AC này. Đây là AC này. Đây là AC này, 15 A này. Nhưng mà đây là xoay chiều, mình nhắc một chiều mà. Các bạn cứ tìm cái chữ DC, có chữ DCV hoặc DCA. DCV là đo một chiều điện áp, DCA đo một chiều cường độ dòng điện. Đúng chưa? Đấy. Thế thì bên này cũng thế này. Ở đây nó ghi chữ DCVA này. Đấy, có nghĩa là nó đang ghép hai cái lại với nhau đấy. Một cái sẽ là DCV, một cái sẽ là DCA đúng không? Và tất cả các số này là số 0 này. Đấy, không biết qua video các bạn nhìn có rõ được không? Còn đâu mấy mục này là gì? AC hết rồi. Đúng chưa? Đấy, thì ta thấy rằng kim đang chỉ ở vị trí nào? Đầu tiên là thang đo 25. Thang đo 25 thì không thể có 150 được, đúng không? Chắc chắn là số 150 là bỏ. Bây giờ chỉ còn là 14, 15 hay là 6 mà thôi. Được chưa? Nhưng các bạn nhìn thấy số 6 này. Đây số 6 thì đang là ở thang đo gì? AC đúng không? Thang đo xoay chiều mà. Thế thì số 6 này đang ở thang đo xoay chiều là sai rồi này. Đúng không? Bây giờ còn xem nó số 10 mấy. Được chưa? Và nó sẽ cộng trừ bao nhiêu. Đấy. Thế thì các bạn mới nhìn ở trên cái kim đồng hồ mình đang ở đây là bao nhiêu đây. Đây số 10 này. 11, 12, 13, 14, 15 này. Đúng không? Sau đến 20 này. Đấy, ví dụ thế. Được chưa? Thế thì các bạn đang phải là gì? 14 cộng trừ 5 mA đúng không? 14 cộng trừ 5 mA. Tiếp tục sang câu 7 này. Sang câu 7. Người ta đang đo là gì? Đo vôn. Câu 7 đang đo vôn đúng không? Đấy, thì các bạn xem là cái của mình đến tận 250. Thế thì khả năng cao đáp án D luôn rồi. Thang đo 250 chẳng ai đi dùng cái thang to như này để đo có 7, 10, 35 cả. Đúng không? Thế thì bây giờ xem nó đang ở vị trí nào. Đây. Kim đang chỉ, đây là vị trí 150, 250 thang đo này là 150 này. Chính giữa của 150 và 200 có phải 175 không? Thế ta có ngay đáp án là D chưa? Đấy.
Được chưa? Và cái dạng câu hỏi mà đọc chỉ số đo này thì cũng chưa thấy có xuất hiện trong đề thi thật cũng như đề thi thử nhá. Đấy, như vậy là cái dạng nào có trong đề thi thử hay đề thi thật thì đều sẽ chỉ cho các bạn biết để các bạn lưu tâm. Được chưa? Đề thi thật là những cái dạng bài từ 1 đến 5 đã có rồi. Đấy. Tiếp tục ta đến với nội dung của câu số 8. Giá trị hiển thị trên các đồng hồ đo hiệu điện thế, cường độ, dòng điện xoay chiều nó đều là giá trị gì? Hiệu dụng. Các đồng hồ này đều đo giá trị hiệu dụng. Được chưa? Chứ không phải đo giá trị tức thời hay cực đại. Khi dùng đồng hồ vạn năng để đo dòng điện xoay chiều, nếu đồng hồ đặt đồng hồ ở thang đo dòng điện một chiều thì đồng hồ sẽ gì? Không báo kết quả, đúng không? Thế thì để làm được cái dạng bài này này thì các bạn sẽ phải dựa vào cái bảng mà lúc đầu thầy đã bảo ý. Và thầy bảo các bạn là chỉ cần đọc qua thôi. Đấy, đợi thầy thì mở ra. Đây, các bạn phải dựa vào cái bảng này này. Đấy. Để các bạn làm cái bài đấy. Đo cái DC V mà để găng điện áp xoay chiều thì sẽ không có kết quả chẳng hạn. Ví dụ thế. Còn trường hợp nào thì hỏng chẳng hạn. Đấy. Nhưng thầy lại nhấn mạnh tiếp. Dạng bài 9 cũng chưa từng xuất hiện trong đề thi. Kể cả thi thử, thi thật hay trong kiểm tra ở các nhà trường. Và thầy cũng nghĩ rằng cái dạng đề 9 này sẽ không có trong thi. Cái dạng bài 9 này này. Vì nó là đi sâu về việc gì? Các thao tác hỏng hóc khi sử dụng đồng hồ sai quy tắc rồi. Người ta ở đây thầy chỉ thấy là đề thi hoặc là các đề thi, các trường thi thử vân vân ấy, hay cho cái dạng là thứ tự thực hiện thí nghiệm, thực tự, được chưa? Đấy, và cách tính sai số mà thôi. Đấy. Do đó thì những cái dạng bài bắt đầu là 10, 11 vân vân này này, thì thầy sẽ bỏ qua, được chưa? Vì nó cùng cái dạng kia rồi thì các bạn chỉ cần tra cái bảng đấy hoặc học thuộc thì các bạn sẽ làm được thôi. Được chưa? Tương tự cho các câu dưới cũng thế. Yeah. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn sang cái phần mà thí nghiệm biểu diễn phần 2. Được chưa? Thầy bắt đầu sẽ hướng dẫn sang phần 2, các phần trọng tâm thôi. Câu 16. Chọn phương án sai, không làm thí nghiệm về con nắc đơn với góc lệch lớn vì khi đó gì? Lực cản không có tác dụng nên vật sẽ lớn này, lực kéo về không gần đúng với tỷ lệ với ly độ góc của con nắc đơn. Chính xác. Lực kéo về khi con nắc đơn mà cái góc lệch lớn thì cái lực kéo về sẽ không gần đúng với tỷ lệ với ly độ góc. Được chưa? Các bạn nhớ cái lực kéo về như nào. Vật nặng này phân tích thành trọng lực P và hai lực thành phần. Đấy. Đây là lực kéo về này, ép kéo về. Đây là lực theo phương ngang. À, lực theo phương gì? Pháp tuyến. Và đây là trọng lực P. Lực pháp tuyến cân bằng lực căng dây T thì lực kéo về làm cho cái vật nặng dao động, được chưa? Đó, nên khi góc alpha này thường chỉ nhỏ hơn 10 độ. Nhỏ hơn 10 độ mà thôi. Câu 17. Trong thí nghiệm với con nắc đơn, khi thay quả nặng 50 bằng quả nặng 20 thì khi thay quả nặng thì chu kỳ tần số, đang hỏi chu kỳ tần số đúng không? Tần số T bằng 2 pi căn L trên G. Như vậy là không hề phụ thuộc vào khối lượng, đúng không? Thế thì tần số con nắc hầu như không thay đổi. Đáp án D. Được chưa? Đấy. Tiếp tục sang câu 18. Sang câu 18. Người ta hỏi cái gì? Một nhóm học sinh làm thí nghiệm có chiều dài N1, N2, N3, N4 cho rằng sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên của các thí nghiệm là như nhau. Giá trị gia tốc trọng trường đo được kém chính xác nhất ứng với con nắc đơn có chiều dài nào? Thế thì các em phải tính được gì? L trung bình sẽ bằng L1 cộng L2 cộng L3 cộng L4 chia 4 bằng 4 lần thí nghiệm, 4 chiều dài khác nhau mà, 50 cộng với 80 cộng với 100 cộng với 120 bằng chia 4 bằng 87,5. Được chưa? Thì người ta hỏi là trường hợp nào kém chính xác nhất thì các bạn sẽ tính các cái delta L đi. 87,5 chia 50 là 37,5 này. Cái này có 7,5 bỏ đi này. Cái này có 100 trừ 87,5 là còn 12,5 này. Bỏ đi này. 120 trừ 87,5 sẽ là 32,5 này. Cái trường hợp này là 37,5, trường hợp này 32,5 thì cái trường hợp L1 này đang cho gì? Cái delta L1 lớn nhất đúng không? Delta L1 là bằng 37,5 là mắc. Như vậy là đối với chiều dài L1 thì sẽ cho kết quả là kém chính xác nhất. Được chưa? Tiếp tục câu 19 này.
Trong thí nghiệm với con ắc đơn và con ắc lò xo thì gia tốc trong trường G chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ của con ắc lò xo thẳng đứng, không ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của cả con ắc lò xo thẳng đứng và con ắc lò xo nằm ngang. Đấy. Người ta đang hỏi gì? Trong thí nghiệm của với con ắc đơn, con ắc lò xo thì gia tốc trọng trường G, được chưa? Không ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của cả con ắc lò xo thẳng đứng và con ắc lò xo nằm ngang. Chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của con ắc lò xo nằm ngang, không ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của con ắc đơn. Được chưa? Vậy ta có đáp án là gì? B. Ok chưa? Tiếp tục. Ta đến với câu 20. Hãy chỉ ra kết luận sai. Trong phương án dùng ngôn kế AMB kế xác định lượng mắc nối tiếp thì có thể xảy ra khả năng gì? Điện áp trên mỗi dụng cụ nhỏ hơn điện áp nguồn. Đúng rồi, điện áp thì luôn nhỏ hơn nguồn rồi. Đúng không? Ta có độ giảm thế này, delta U ở trong cái phần lớp 11 ấy. Điện áp trên mỗi dụng cụ lớn hơn điện áp nguồn. Có thể xảy ra khả năng điện áp trên mỗi dụng cụ lớn hơn điện áp nguồn nếu điện trở của lò nhỏ. Câu này đang nghi nghi. Cường độ dòng điện luôn lệch pha với điện áp nguồn. Luôn lệch pha. Nếu là R thì sẽ cùng pha. Câu này cũng sai này. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp nguồn. Được, nếu là R thì cùng pha này. Luôn lệch pha, cái từ luôn lệch pha là sai này. Điện áp trên mỗi dụng cụ ta có. Đây là mạch xoay chiều. Đây là mạch xoay chiều. Thầy đang định viết cái công thức này, Y bằng epsilon trên R ngoài cộng R nhỏ. Đây là công thức định luật ôm cho toàn mạch ở trong chương trình vật lý lớp 11 chương 2. Được chưa? Dòng điện một chiều thì Y sẽ bằng epsilon trên R ngoài cộng R nhỏ. Thì nuôi epsilon là điện áp nguồn. Còn U sẽ bằng gì? U sẽ bằng Y nhân R ngoài, chứ không phải là cộng R nhỏ. Vì trong nguồn còn có R nhỏ mà. Đấy. Như vậy là ta sẽ có đáp án C luôn. Vì cường độ dòng điện luôn luôn lệch pha so với điện áp nguồn là sai. Nếu là R thì sẽ là cùng pha. Được chưa? Câu 21. Câu 21. Trong phương án dùng vôn kế máy kế không phải là lý tưởng thì sẽ gây ra sai lệch cho. Trong mạch điện xoay chiều nếu dùng vôn kế và ampe kế thì sẽ gây ra sai lệch cho phải là cho R. Vì trực tiếp R sẽ bằng U trên Y. U Y sai lệch thì R sai lệch. Chứ còn trị số của L còn C ấy, thì nó còn phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào tần số nữa cơ. Đúng không? Đấy. Tần số mà thay đổi nhiều thì ZL, ZC mới thay đổi nhiều. Đúng không? Còn tần số mà không đổi thì ZL, ZC sẽ là không đổi. Câu 22. Trong thí nghiệm này, thao tác điều chỉnh tần số của máy phát dao động âm tần. Điều chỉnh tần số của máy phát dao động thực ra chỉ là để tạo ra sóng dừng trên dây thôi. Đúng không? Như vậy ta có đáp án 22 là A. Được chưa? Câu 23. Trong thí nghiệm giao thoa sóng dừng, để tăng biên độ bụng sóng lên 4 lần thì cần chỉnh thông số nào? Tăng biên độ bụng sóng, ta có một bó sóng như này. Thì đây là bụng sóng này. Bụng sóng chính là phần chỗ dao động cực đại mà sóng tới và sóng phản xạ gặp nhau, đúng không? Nó kết hợp nhau ra dao động cực đại đây. Thế thì nó chỉ phụ thuộc vào cái biên độ của cái sóng thôi, đúng không? Phụ thuộc vào biên độ của sóng. Như vậy để tăng lên 4 lần thì biên độ sóng phải tăng lên 4 lần. Được chưa? Câu 24. Trong thí nghiệm để xác định tốc độ truyền âm, thao tác đo chiều dài cột không khí trong ống được tiến hành. Các bạn lưu ý, chiều dài cột không khí như này này. Thì đây chính là gì? Cái sóng dừng. Với đầu này là đầu hở. Đầu này là đầu nút. Đúng không? Và cái sóng nó sẽ như này. Ví dụ thầy vẽ. Ví dụ thế. Được chưa? Thế cái đầu hở này nó sẽ là bụng sóng. Thì ta phải là khi nghe thấy âm là to nhất. Đúng chưa? Đấy, cái đầu hở luôn luôn là bụng sóng. Còn đầu lút này nó sẽ là trụm lại này. Cặp lút sóng này. Đấy.
Được chưa? Thế tương tự như vậy, câu 25. Câu 25, các bạn nhìn xem. Thao tác đo chiều dài cột không khí được tiến hành khi âm to nhất mà không phải khi nghe không thể âm. Đấy, như vậy là câu 24 ta chọn đúng như này. Là vì cái gì? Đầu ống gần âm thoa là đầu hở, lên khi cộng hưởng âm nghe được to nhất. Chính là cái hình vừa vẽ rồi đúng không? Đầu hở thì âm là to nhất. Như vậy ta có C. Đúng chưa? Câu 26. Một nhóm tiến hành đo ánh sáng của khe dâng. Thay đổi D. Dự đoán nào sau đây của nhóm là đúng? Được chưa? Khi thay đổi D thì ta có gì? Y bằng lambda D trên A. D tăng thì Y sẽ tăng đúng không? Đấy. Như vậy là ta sẽ có khoảng vân sẽ tăng lên. Được chưa? Tiếp tục câu 27. Câu 27 này. Vẫn là khe dâng này. Đúng chưa? Vẫn là khe dâng. Thế thì người ta đang bảo gì? Chỉ chắn một khe bằng kính lọc sắc đỏ, khe còn lại sẽ chắn bằng kính lọc sắc lục và dự đoán sự thay đổi của hệ vân. Kính lọc sắc đỏ thì cho ánh sáng đỏ đi qua. Kính lọc sắc lục thì cho ánh sáng lục đi qua. Thế thì hai cái kính lọc sắc này cho hai ánh sáng khác nhau đi qua đúng không? Thế thì làm sao mà còn hệ vân được? Đúng không? Như vậy là vân giao thoa sẽ phải là gì? Biến mất. Đấy, câu là đánh bẫy các bạn thôi. Được chưa? Vân giao thoa sẽ biến mất. Ok chưa? Đấy. Tiếp tục, ta sang cái dạng 3 là cái dạng chính của mình tiếp theo này. Chính là đi tính sai số của phép đo. Đúng không? Dạng 3 là sai số phép đo. Tiếp tục ta đến với câu 28 này. Người ta dùng một vôn kế có số hiện số cấp chính xác là 1%. Đúng không? Cấp chính xác 1% để đo điện áp. Giá trị điện áp trên mặt đồng hồ ổn định, con số cuối không thay đổi. U là 218, vậy giá trị điện áp cần đo là... Được chưa? Đấy, thì các em thử xem là với cái vôn kế có độ chính xác 1% này thì sai số của nó sẽ là bao nhiêu? Được chưa? Đấy. Như ở đây nhá, ta nhớ rằng là gì? Người ta cho vôn kế có sai độ chính xác 1% như là có sai số ở đây. Đúng chưa? Và ta sẽ tính được cái sai số đó sẽ là gì? Delta U sẽ bằng gì? 218 nhân với 1%. Đúng không? Thì sẽ bằng 2,18. Bằng 2,18 đúng không? Đấy. Thế bây giờ ta mới thấy rằng cái này 2,18 nhưng đây lại 21,8 là sai chưa? Cái giá trị hiệu trung bình của mình phải là 218 cơ đúng không? Cái này là sai ở đây rồi này. Thế cái này tính ra 2,18 mà ông này là 1 với 1,8 là sai này. Đúng không? Thế thì ta sẽ có là gì? 218,0 thì cộng trừ 2,2. Có nghĩa là ta đang làm tròn cái này lên là xấp xỉ 2,2. Làm tròn đến phần gì? Phần trục đúng không? Được chưa? Đấy, các bạn lưu ý để cái làm tròn này. Chỗ này là 0,80, làm tròn 2 chữ số thì đây là 2,18 này. Còn đây 0,0, làm tròn 1 chữ số thì đây 2,2 này. Được chưa? Đấy. Tiếp tục, ta đến với câu 29. Vẫn là cái dạng bài như ở trên, cho cấp chính xác là 1%. Được chưa? Nhưng cái giá trị U đo được không phải là chính xác, mà là gì? Có sai số, và trong 5 lần đo ta được 5 giá trị này. Thế ta sẽ tính được U trung bình của nó sẽ bằng gì? Tổng 5 số này cộng vào. Đúng không? Và chia 5. Thì ta có 215 cộng 216 cộng 27 cộng 28 cộng 29 bằng chia 5 bằng 27. Đấy. Như vậy là cái giá trị U trung bình của mình 27. Thì gạch được ngay đáp án 21,7 đi đã này. Đúng chưa? Thế bây giờ ta liên quan đến sai số. Sai số của phép đo của mình sẽ là gồm gì? Cái sai số ở giá trị trung bình này thì suy ra delta U trung bình sẽ bằng gì? Lớn nhất của nó chính là 27 trừ 25 hoặc 29 trừ 27 thôi đúng không? Thì lớn nhất của nó bằng 2 này.
Và ta có sai số của hệ thống của mình là gì? Delta u phẩy đi. Thì bằng, ta lại lấy 217 nhân với 1% thì bằng 2,17. Đúng không? Thế thì tổng cái sai số delta u của mình sẽ bằng là gì? 2 cộng 2,17 là 4,17. Tổng sai số mình là 4,17. Thế thì ta thấy ngay có đáp án A không? 217,0 làm tròn một chữ số thì 4,17 sẽ một chữ số là 4,2. Được chưa? Đấy, còn hai cái này thì đã là sai luôn rồi. Đấy, để các bạn hiểu được cách tính sai số và cách biểu diễn nó. Tiếp tục câu 30. Ta có L, ta có T, Pi là hàng số được lấy chính xác rồi. Biểu thức gia tốc trọng trường G. Thì ta lại có gì? T bằng 2Pi căn L trên G. Suy ra G bằng bình phương lên là 4B bình L trên T bình. Thế ta sẽ có là delta G trên G thì bằng 4B bình hàng số bỏ qua đúng không? Thì ta có delta L trên L cộng 2 lần delta T trên T bằng. Bây giờ các em chỉ thay số rồi nhá. Delta L đây và delta T đây đúng không? Đây vào máy này. 1 chia cho 500 cộng 2 nhân với delta T là 0,05 trên 1,43. Bằng 0,0719. 0,071. Được chưa? 0,071. Còn ta tính được cái G ngay thôi đúng không? Nếu đổi sang G của mình sẽ bằng gì? G ta bấm máy luôn này. 4B bình nhân với L là nhân với 500. Nhưng nhớ đổi đơn vị nhé. 500 này là 500mm thì phải là 0,5m. Chia cho T là 1,43 bình. Thì ta được này. 4 bi bình nhân với 0,5 chia cho 1,43 bình bằng 9,653. 9,65 đi. Được chưa? Thế ở đây ta thấy ngay là chỉ có mỗi một cái là 9,65 thôi đúng không? Thì chắc chắn cái G là 9,65 rồi. Nhưng còn cái sai số của nó đang là 0,69 mét trên dây bình. Đó. Đây mới chỉ là sai số, ta còn phải nhân với cái G này nữa, delta G. Ta lấy 9,65 này nhân với 0,071 bằng 0,68 chưa? 0,685. Được chưa? Đấy. Từ cái chỗ này mới suy được delta G bằng 0,685. Thì ta làm tròn lên là 0,69 chưa? Đấy. Làm tròn hai chữ số mà, thì đây phải là hai chữ số, 0,69. Đấy. Như vậy là qua ba cái bài câu hỏi 28, 29, 30 này thì các em chắc đã hiểu được cách tính gì? Cách tính giá trị trung bình và sai số trong một phép đo. Đúng chưa? Đó. Tiếp theo, các bài tiếp theo là các bài cho theo cái dạng bảng. Đúng không? Cho theo cái dạng bảng. Và đối với những cái bài dạng bảng này thì tính nó hơi dài một chút. Bởi ta phải tính sai số của từng cái lần này một. Có nghĩa là mỗi một câu này là tương đương một bài ở trên rồi này. Tính sai số từng lần một xong ta mới tính được sai số trung bình. Vân vân. Đấy. Thì cái dạng bảng này thì đã có trong ví dụ rồi. Và thầy nghĩ rằng trong đề thi nó không thể cho những cái dạng mà quá dài dòng phức tạp như này được. Do đó thầy sẽ để cho các bạn tự làm phần này. Và đã có ví dụ phía trước rồi. Được chưa? Đấy. Thì ta sang. Cái trang cuối cùng của mình. Câu 34, 35, 34. Như vậy câu 36 là một câu mà thầy lấy ra từ đề đại học năm 2015 này. Các bạn lưu ý, đối với cái loại câu mà cho cái kết quả thí nghiệm dưới dạng biểu đồ như này thì những cái điểm mà không nằm trên đường thẳng này thì các bạn đừng quan tâm. Vì những điểm đấy là sai số ra rất khó xác định được giá trị đúng của nó. Các bạn chỉ cần quan tâm những cái điểm nằm trên đường thẳng này thôi. Cụ thể là có hai điểm thầy đánh dấu là 1, 2 đây. Được chưa? Đấy.
Và người ta đã cho sẵn cái biểu thức của mình rồi đây đúng không? Thế bây giờ các em chỉ cần thay số từ cái biểu đồ này vào cái biểu thức đấy để giải. Thì ta có là 1 trên u bình đối với điểm 1 là 0,0055 bằng 2 trên u không bình cộng với 2 trên u không bình omega bình c bình nhân với 1 trên r chính là 10 mũ trừ 6 trên 10 mũ trừ 6 gì đây? Đây rồi. Điểm 1 là 1 thôi, nhân 1. Ở đây không có trên nữa nhá. Đấy. Tương tự ta thay cho điểm 2 sẽ là 0,0095 bằng 2 trên u không bình cộng với 2 trên u không bình omega bình c bình nhân với điểm này là 2 nhân 10 mũ trừ 6. Ghép hệ này là các bạn sẽ giải ra được u không và c thôi đúng không? Thì thầy lấy dưới trừ trên này, lấy dưới trừ trên ta được 0,004 bằng 2 này trừ nhau mất này. Thì nhóm 2 là 4 này, 4 trừ 2 còn 2 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho u không bình omega bình c bình. Được chưa? Đấy. Từ đây thay số và ta sẽ tính được cái gì? Thầy sẽ rút cái 2 u không bình này ra, 2 trên u không bình bằng 0,004 nhân với 314 bình nhân với c bình chia cho nhân luôn đúng không? 2 trên u không bình bằng cái này. À, chia cho 10 mũ trừ 6 bằng này. Ta bật máy này. 0,004 nhân 314 bình bằng chia cho 10 mũ trừ 6 bằng 39438400. Đấy, số rất lớn. Lấy cái 2 trên u không bình này thay vào biểu thức đầu tiên, ta sẽ được 0,0055 bằng 2 trên u không bình nhóm nhân ở chung trong ngoặc còn 1 cộng với omega bình, 1 cộng với 2 trên omega bình c bình nhân 10 mũ trừ 6 ở đây. Đây. Vì cái 2 trên u không bình mình nhóm ra rồi nên trong ngoặc còn 10 mũ trừ 6 trên omega bình c bình thôi. Các bạn thay cái 2 trên u không bình này vào cho thầy là cái số này. Được chưa? Đấy. Đây có c bình nữa. Vì đây c bình này nữa ta chưa bấm cho để nguyên mà. Thì cái c bình này nhân vào đây. Được chưa? Các bạn lấy 0,0055 chia cho cái số này. 0,0055 chia answer bằng 1,3946. 1,3946 nhân 10 mũ trừ 11 bằng c bình cộng với c bình nhân c bình đây chỉ tiêu rồi 10 mũ trừ 6. 10 mũ trừ 6 mà chia cho 314 bình bằng 1,014243 nhân 10 mũ trừ 11. Đấy, thế chuyển vế và căn ra thì các bạn sẽ ra được đáp án. Ta có 1,3946 trừ 1,0142 bằng nhân với 10 mũ trừ 11 bằng và căn answer thì các bạn được C bằng 1,95 nhân 10 mũ trừ 6 chưa? Đấy, từ đây suy ra C bằng 1,95 nhân 10 mũ trừ 6 pha ra. Thì các em chọn được đáp án D. Đấy. Như vậy là đối với dạng bài này thì nó không hề khó chút nào cả. Tuy nhiên là các bạn thấy rằng tính toán bấm máy cũng rất là phức tạp, không thể tính nhẩm, tính nhanh được. Bởi vì toàn những số rất là lẻ. Đấy, được chưa? Đấy. Nhưng mà đối với cái dạng bài thi đại học mà cho dạng biểu đồ này thì không phải khó. Nên các em hoàn toàn có thể làm được và tự tin làm được. Chứ đừng có nhìn thấy trông như này nó khủng khiếp quá lại sợ. Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em cái gì? Cái nội dung chuyên đề thí nghiệm và sai số trong vật lý. Thầy hy vọng rằng qua cái tài liệu nhỏ bé này thì có thể giúp được các em phần nào hiểu được về thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, trình tự làm thí nghiệm
và các sai số trong phép đo cũng như cách biểu diễn sai số đó, được chưa? Và các bạn đừng quên xem lại cái chuỗi các video về cái dạng thí nghiệm và sai số này của thầy nhé. Tổng cộng có 4 video, cả lý thuyết, cả chữ bài tập, thì thầy tin rằng là trong đề thi sẽ có 2 câu, một câu liên quan thí nghiệm, một câu liên quan sai số đấy, vì nó đã từng có trong đề thi 2 câu như vậy rồi. Kể cả đề thi thử và đề minh họa của bộ cũng đều có, được chưa? Thì các bạn tránh để mất điểm những câu như này. Ok, như vậy là video của thầy kết thúc ở đây nhé. Và nhớ đừng quên là like, share và chia sẻ cái video để các bạn khác cùng biết nhé. Tạm biệt các bạn.